Quách Thành Danh và vợ kém 8 tuổi làm đám cưới tại biệt thự 35 tỷ đồng. Ca sĩ Quách Thành Danh và vợ sẽ tổ chức đám cưới tại thành phố Hồ Chí Minh sau nhiều lần trì hoãn. Cặp đôi đã gắn bó bên nhau 12 năm và có 5 người con. Quách Thành Danh xác nhận với phóng viên Dân Trí Anh đang lên kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới tổ chức vào ngày 26 tháng 12 tại biệt thự riêng rộng 600m² trên mảnh đất 1.200m² ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Nam ca sĩ chia sẻ rằng, đây là dự định mà anh và vợ đã ấp ủ từ khá lâu. Thời gian qua, giọng ca 7X lo các khâu tổ chức tiệc cưới, thuê người dọn dẹp, lên ý tưởng trang trí lại biệt thự, đặt cỗ, nên khá bận rộn. Sau nhiều lần rời tới rời lui, đám cưới cuối cùng cũng được tổ chức. Chúng tôi ấp ủ ý định này nhiều năm nay. Nhiều lúc muốn tổ chức đám cưới nhưng vợ mang thai, rồi trì hoãn vì đại dịch Covid-19. Đây là cột mốc quan trọng trong cuộc đời tôi. Đặc biệt, sau 12 năm bên nhau, chúng tôi mới tổ chức đám cưới nên có nhiều điều muốn làm để bữa tiệc đặc biệt hơn. Quách Thành Danh nói với phóng viên Dân Trí, đám cưới của Quách Thành Danh sẽ diễn ra trong khuôn viên sân vườn của biệt thự. Nam ca sĩ hạn chế số lượng khách mời, dự kiến đặt 20 bàn tiệc và dựng sân khấu để biểu diễn ca nhạc. Với tôi, đám cưới là tiệc dành cho người thân. Tôi mời những người thực sự thân thiết tới dự. Không gian sân vườn ở biệt thự cũng phù hợp để tổ chức những hoạt động sau lễ cưới như tiệc hồ bơi, hát hò, Quách Thành Danh nói. Nam ca sĩ cũng cho biết từ khi quyết định về Việt Nam sống và xây biệt thự hồi hè 2022, anh đã lên ý tưởng về một đám cưới tổ chức ở nhà riêng. Ngoài công năng để các thành viên trong gia đình ở, biệt thự này cũng được xây dựng với mục đích tổ chức đám cưới. Tôi xây biệt thự tặng vợ sau những hy sinh cô ấy dành cho gia đình. Villa rộng rãi cũng giúp tôi có không gian riêng tư để mời bạn bè thân thiết đến dự một bữa tiệc đáng nhớ. Các con tôi vô cùng háo hức về đám cưới của ba mẹ, về sự kiện đặc biệt của gia đình. Tôi nghĩ hình ảnh cô dâu chú rể xuất hiện, theo sau là đàn con năm bé đi theo cũng khá thú vị, cười, giọng ca tôi là tôi nói thêm. Quách Thành Danh và vợ kết hôn năm 2011. Cuộc hôn nhân của nam ca sĩ từng được anh giấu kín vì không muốn đời tư bị bàn tán. Đến nay, ở tuổi 46, anh có cuộc sống viên mãn bên vợ và 5 người con. Nam ca sĩ được biết đến là một trong những nghệ sĩ có đông con nhất showbiz Việt. Đầu năm 2023, Quách Thành Danh gây chú ý khi đưa vợ con về Việt Nam định cư, sau thời gian sống tại Mỹ. Biệt thự của nam ca sĩ tọa lạc ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, cách trung tâm thành phố khoảng 27 km. Quách Thành Danh, sinh năm 1977, tên thật là Văn Thanh Tùng, nổi tiếng vào thập niên 2000 với bản hit Tôi Là Tôi. Về sau, sự nghiệp của anh có phần êm ắng, song nam ca sĩ vẫn chạy show thường xuyên. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh TVT Movie. Nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và xem được những video mới nhất nhé!